khai mạc Hội nghị Thượng đỉnh châu Mỹ. Hội nghị Thượng đỉnh châu Mỹ đã được khai mạc vào ngày 13 tháng 4 tại Lima, thủ đô Peru. Lần đầu tiên khi mà nhóm Lima bao gồm 14 quốc gia châu Mỹ được thành lập, thì Tổng thống Hoa Kỳ đã vắng mặt. Tổng thống Donald Trump được cho là đang bận rộn với cuộc khủng hoảng Syria và cử phó Tổng thống Mike Pence và con gái Ivanka đi thay. Tin mới nhất cho biết sự kiện này có thể sẽ thu hút được sự quan tâm của khu vực ít hơn khi không có sự tham gia của Donald Trump. Tuy nhiên thì Hoa Kỳ vẫn hy vọng sẽ sử dụng hội nghị này nhằm thúc đẩy áp lực lớn từ khu vực lên vấn đề về Venezuela. Các nhà quan sát cho rằng ý tưởng này không có quá nhiều hy vọng. Trong quá khứ, hội nghị thượng đỉnh này được cho là nhận được sự quan tâm từ những gì xảy ra bên lề, chứ không phải là nội dung của các đàm phán và thỏa thuận.